nguồn gốc lịch sử và hiện trạng sử dụng đất tại sân bay Miếu Môn. Năm 1980, sau khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc vừa kết thúc, trước sự bành trướng của một số nước láng giềng và tình hình biên giới vô cùng phức tạp, trước nguy cơ xâm lược của ngoại bang, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương tăng cường phát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp quốc phòng để bảo vệ đất nước. Đi liền với việc phát triển công nghiệp thì việc xây dựng sân bay Miếu Môn là một trong những chủ trương đã được Bộ Chính trị phê duyệt trong giai đoạn này. Từ những yêu cầu cấp bách trên, năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau này là Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký quyết định số 113/TTG về việc cấp đất xây dựng đợt 1 sân bay Miếu Môn, trong đó duyệt cấp cho Bộ Quốc phòng 208 ha đất thuộc địa phận xã Trần Phú và nông trường quốc doanh Lương Mỹ, huyện Trường Mỹ để xây dựng sân bay Miếu Môn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình sẽ xác định ranh giới, tọa độ của đất được cấp. Dự kiến sẽ mở rộng đợt 2 diện tích là trên 360 ha. Năm 1981, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình đã có quyết định số 386 QĐ-UBND về việc giao 208 ha đất đợt 1 cho Bộ Tư lệnh Công binh thuộc Bộ Quốc phòng để xây dựng công trình sân bay Miếu Môn, trong đó có 8 đơn vị đất bị thu hồi, gồm nông trường quốc doanh Lương Mỹ bị thu hồi đợt 1 là 98,84 ha và 31,9 ha bị ảnh hưởng sẽ thu hồi vào đợt 2 thuộc địa giới hành chính xã Trần Phú và xã Mỹ Lương, huyện Trường Mỹ. Hợp tác xã Hữu Văn 1 ha, hợp tác xã Trần Phú 45,8 ha, hợp tác xã Đồng Tâm 47,36 ha, K66 Bộ Tư lệnh Pháo binh 5 ha, hợp tác xã Vôi đá Trần Phú 2 ha, xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3 ha, xưởng A31 5 ha. Trong quá trình thực hiện bàn giao đất cho Bộ Tư lệnh Công binh, nông trường trẻ xã Lương Mỹ đã tiến hành bàn giao luôn 98,84 ha đất đợt 1 và 31,9 ha đất đợt 2 với tổng là 130,74 ha. Vì vậy, tổng diện tích đất mà đơn vị này đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh Công binh là 239,9 ha so với 208 ha đất dự kiến bàn giao của đợt 1. Trong số diện tích đất bàn giao trên, thì diện tích đất quốc phòng thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 64,66 ha, gồm 3 đơn vị là nông trường trẻ xã Lương Mỹ sử dụng 14,3 ha, xí nghiệp vôi đá Miếu Môn sử dụng 3 ha và hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 ha. Đến năm 1989, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Công binh đã bàn giao diện tích đất xây dựng dự án sân bay Miếu Môn cho Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không Không quân quản lý. Trong suốt thời gian quản lý, Bộ Tư lệnh Công binh và Lữ đoàn 28 đã tiến hành xác định mốc giới, phân định rõ ràng giữa các địa phương có đất giáp danh với dự án sân bay Miếu Môn. Trong đó, đối với khu vực xã Đồng Tâm, năm 1992, Chủ tịch Cao Xuân Ly đã ký xác định vào sơ đồ xác định ranh giới đất khu vực đất này với đơn vị quân đội quản lý. Năm 2014, theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 5383 QĐ-UBND về việc giao cho Quân chủng Phòng không Không quân diện tích 236,7 ha đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo như quyết định này, diện tích 236,7 ha đất là sự sai lệch 0,7 ha sai số do đo đạc và diện tích 2,5 ha là đường giao thông tại khu vực sân bay Miếu Môn. Tháng 3 năm 2015, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng có quyết định số 551-TM về thu hồi 50,3 ha đất nằm trong diện tích 236,7 ha quốc phòng tại khu vực sân bay Miếu Môn do Lữ đoàn 28 quản lý để giao cho Tập đoàn Viettel xây dựng dự án quốc phòng. Trong đó, diện tích đất quốc phòng thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 32,57 ha. Như vậy, có thể thấy rằng, từ khi có quyết định thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng sân bay Miếu Môn năm 1980 đến nay, diện tích đất quốc phòng đã được thực hiện bàn giao là 236,7 ha. Trong đó, diện tích đất nằm thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 64,66 ha đã được Bộ Tư lệnh Công binh và Lữ đoàn 28 xác định mốc giới, quản lý và sau này là 50,3 ha bàn giao cho Tập đoàn Viettel sử dụng vào năm 2015.
Lữ đoàn 28 quản lý 186,4 ha đất còn lại. Vì vậy, có thể thấy rằng từ khi được thu hồi và bàn giao diện tích đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm để phục vụ xây dựng sân bay Miếu Môn cho Bộ Quốc phòng quản lý đến nay đều hoàn toàn hợp pháp và có sự xác nhận của các đơn vị quân đội và chính quyền địa phương qua các thời kỳ. Nhưng hoạt động khiếu kiện thời gian vừa qua với lý do đòi đất là hoàn toàn thiếu chính xác và phục vụ cho những mục đích xấu của một vài cá nhân trên địa bàn xã Đồng Tâm. Theo thông tin được biết, hoạt động khiếu kiện tại sân bay Miếu Môn diễn ra từ năm 2013. Cụ thể, thời điểm cuối năm 2013, một số công dân xã Đồng Tâm do ông Lê Đình Kình đứng đầu đã gửi đơn khiếu kiện đến các cơ quan chức năng của huyện Mỹ Đức, Hà Nội về vấn đề đất đai tại địa phương với tổng số 48 nội dung. Trong các nội dung này, có một nội dung tố cáo ông Trần Ngọc Viễn, xóm 1A, xã Đồng Tâm lấn chiếm diện tích lớn đất đai tại khu vực 14 hộ. Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã có văn bản thông báo số 65 nhằm khẳng định khu vực đất nhà ông Viễn là đất quốc phòng nên không thuộc thẩm quyền thụ lý. Thời gian sau đó, tổ đồng thuận lúc này đã được thành lập do ông Lê Đình Kình đứng đầu, tiếp tục gửi đơn khiếu nại 15 trên 48 nội dung lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó có nội dung đất nhà ông Trần Ngọc Viễn đang sử dụng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 83 TBUBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 nhằm tiếp tục khẳng định đất nhà ông Viễn là đất quốc phòng. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2015, Tổ đồng thuận tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng với nội dung tố cáo ông Trịnh Văn Chuyển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 28 và ông Nguyễn Văn Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 31 thuộc Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không Không quân cấu kết với chính quyền xã Đồng Tâm bán đất quốc phòng khu vực sân bay Miếu Môn tại khu 14 hộ. Như vậy, đến giai đoạn này, Tổ đồng thuận đã thừa nhận đất khu vực 14 hộ dân chỗ nhà ông Viễn và ông Toán đang sử dụng là đất quốc phòng. Đến ngày 11 tháng 1 năm 2016, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân đã ban hành thông báo số 01TB gửi Tổ đồng thuận với nội dung tiếp tục khẳng định đất khu 14 hộ, nhà ông Toán và ông Viễn đang sử dụng là đất quốc phòng và tố cáo Tổ đồng thuận là sai. Sau khi nhận được thông báo trả lời của Cơ quan Điều tra Hình sự Quân chủng Phòng không Không quân, trong thông báo số 01, Cơ quan Điều tra Hình sự đã phản ánh sai về việc thu hồi đất quốc phòng tại khu nhà ông Toán và ông Viễn, nên Tổ đồng thuận đã lầm tưởng rằng đất đồng xanh là đất nông nghiệp và bắt đầu quá trình kiện đòi diện tích đất trên. Đến đầu năm 2016, sau khi tiếp nhận diện tích đất quốc phòng tại khu vực sân bay Miếu Môn, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các đơn vị quân đội để tiến hành quy trình giải phóng mặt bằng khu vực 14 hộ dân để bàn giao đất cho tập đoàn Viettel thi công xây dựng công trình quốc phòng. Trong thời gian này, Tổ đồng thuận đã tổ chức các hoạt động ngăn cản các cơ quan chức năng triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Trước tình hình đó, chính quyền thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức và các cơ quan chức năng đã kịp thời giải quyết những khiếu kiện tại sân bay Miếu Môn. Cụ thể là, mặc dù các cơ quan chức năng của huyện Mỹ Đức và thành phố Hà Nội đã ban hành các thông báo trả lời số 65 và 83 về việc khiếu kiện đất tại sân bay Miếu Môn, nhưng trước những kiến nghị tiếp theo của Tổ đồng thuận, sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành các văn bản khẳng định đất ở khu vực bàn giao cho Viettel là đất quốc phòng như thông báo số 110 TBUBND ngày 9 tháng 5 năm 2016, kết luận số 47 KLUBND ngày 31 tháng 10 năm 2016. Đến giữa tháng 4 năm 2017, sau vụ việc ngày 15 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tiến hành việc thanh tra toàn diện quá trình quản lý, sử dụng, xử lý khu vực đất sân bay Miếu Môn. Đến ngày 19 tháng 7 năm 2017, thanh tra thành phố đã chính thức ban hành kết luận số 2346 KLTTTB P5, trong đó tiếp tục khẳng định diện tích đất quốc phòng thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 64,66 ha, không có diện tích đất nông nghiệp nào của xã Đồng Tâm là 59 ha tại khu vực trên cả. Như vậy, các nội dung khiếu kiện của Tổ đồng thuận liên quan đến đất sân bay Miếu Môn đều được các cơ quan chức năng của huyện, thành phố, Bộ Quốc phòng trả lời đầy đủ và đúng quy trình. Tuy nhiên, các số đối tượng trong Tổ đồng thuận vẫn tiếp tục không thừa nhận và tổ chức các hoạt động gây rối tại địa phương. Với những hành vi coi thường pháp luật như vậy, ban đầu,
Tô Đồng Thuận thừa nhận diện tích đất khu vực Đồng Xanh, trong đó có diện tích đất nhà ông Toán và ông Viễn là đất quốc phòng. Chính vì thế mà trong 48 nội dung khiếu kiện năm 2013 đến năm 2014, không có nội dung nào khẳng định đất khu vực trên là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Thậm chí, ngày 26 tháng 10 năm 2015, Tổ Đồng Thuận tiếp tục có đơn gửi cơ quan chức năng với nội dung tố cáo ông Trịnh Văn Chuyển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 28, ông Nguyễn Văn Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 31 thuộc Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không Không quân, câu kết với chính quyền xã Đồng Tâm bán đất quốc phòng khu vực sân bay Miếu Môn. Thế nhưng, việc lầm tưởng đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn là đất nông nghiệp xuất phát từ hai văn bản có nội dung sai sót của Lữ đoàn 28 và cơ quan điều tra hình sự Quân chủng Phòng không Không quân. Đó là văn bản số 01 KLXM ngày 11 tháng 1 năm 2016 của cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có nội dung nguyên nhân của việc giao đất cho các hộ dân để canh tác do lịch sử để lại từ trước năm 1980, từ khi có đơn vị Lữ đoàn 28, Bộ Tư lệnh Công binh được giao quản lý do nhà nước chưa có quyết định thu hồi, giải tỏa, giải phóng đền bù nên các hộ dân xin đơn vị được tiếp tục sử dụng đất canh tác. Và thông báo số 961A TBLD ngày 22 tháng 6 năm 2014, Lữ đoàn 28 trả lời Tổ Đồng Thuận với nội dung thực tế hiện nay, đơn vị vẫn quản lý diện tích 208 ha được thể hiện trên đường bao gồm 16 mốc giới. Trong khi đó, trước 3 ngày, Lữ đoàn 28 lại có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sân bay Miếu Môn với diện tích 339,2 ha được giới hạn bởi 57 mốc. Vì vậy mà Tổ Đồng Thuận nghĩ rằng đất khu vực nhà ông Toán và ông Viễn chưa có quyết định thu hồi nên vẫn là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Đồng thời, diện tích chênh lệch giữa quyết định số 5383 với diện tích trong văn bản trả lời số 961A có chênh lệch nhau là 28 ha là có biểu hiện bất thường. Từ đó, Tổ Đồng Thuận đã lợi dụng những sai sót này để bắt đầu quá trình đòi đất sân bay Miếu Môn. Bên cạnh đó, các đối tượng cầm đầu trong Tổ Đồng Thuận có nhiều người là cán bộ lãnh đạo từng tham gia vào quá trình quản lý bàn giao diện tích đất trên, nên họ thừa biết khu vực đất này là đất quốc phòng. Nhưng họ cũng rất hiểu quy trình bàn giao diện tích đất trên từ những năm 80 giữa các đơn vị không được chặt chẽ như bây giờ và có nhiều tài liệu có thể bị thất lạc. Đồng thời, công tác quản lý đất quốc phòng sau đó cũng có nhiều vấn đề mà Tổ Đồng Thuận có thể lợi dụng để tổ chức khiếu kiện đòi đất. Mặc dù từ nhiều năm nay, nhiều thế hệ dân Đồng Tâm đều hiểu rằng đất khu vực Đồng Xanh đã là đất quốc phòng từ lâu rồi. Việc tập trung vào đất quốc phòng tại khu vực sân bay Miếu Môn cũng xuất phát từ thực tế rằng tại thời điểm đó, các nội dung khiếu kiện ở địa phương của Tổ Đồng Thuận đã cạn kiệt. Tổ Đồng Thuận không biết bấu víu vào đâu để duy trì việc khiếu kiện thì vấn đề đất quốc phòng tại Đồng Xanh như là chiếc phao cứu sinh của Tổ Đồng Thuận để tiếp tục duy trì việc khiếu kiện tại địa phương. Thêm nữa, việc tập trung vào đất Đồng Xanh cũng do lòng tham của Tổ Đồng Thuận khi thấy số tiền mà 14 hộ dân trong diện tích giải phóng mặt bằng gồm nhà ông Toán và ông Viễn được hưởng là quá lớn, tổng là 26 tỷ. Nên Tổ Đồng Thuận cũng muốn được chia chác lợi ích từ đó. Chính vì vậy mà sau khi chiếm đất quốc phòng, Tổ Đồng Thuận ra sức trồng trọt thật nhiều cây cối, xây dựng công trình trái phép tại khu vực trên với mưu đồ sau này là Tổ Đồng Thuận có thua ở vụ Đồng Xanh thì vẫn có thể được nhà nước hỗ trợ về hoa màu, tài sản trên đất như hỗ trợ với 14 hộ dân khác. Và với danh nghĩa đòi đất cho dân, Tổ Đồng Thuận sẽ dễ dàng lừa bịp nhiều người dân tại địa phương khi cho rằng Tổ Đồng Thuận đang làm việc nghĩa vì dân làng, nhưng thực tế là tạo cơ hội để thu tiền quyên góp của dân làm lợi cho bản thân. Vì vậy mà có sự biển thủ hơn 100 triệu đồng giữa Lê Thị Loan và Lê Đình Kình khiến cho các đối tượng nảy sinh mâu thuẫn sau này. Với việc Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo chính thức khẳng định kết luận 2346 của Thanh tra thành phố Hà Nội là hợp pháp, chính xác, đồng nghĩa với việc bộ mặt lừa đảo, xảo trá của Tổ Đồng Thuận bị lộ tẩy. Và Tổ Đồng Thuận đã thua đau đớn trong vụ đất Đồng Xanh, cũng chính là sự khẳng định cho chân lý, cái ác, cái xấu luôn thua cuộc trước sự thật và chính nghĩa.